Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Mai Sơn phát triển sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay, phần đầu chương trình sẽ có gương bí thư chi bộ trưởng bản gương mẫu. Phần cuối chương trình sẽ có phóng sự lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác ở huyện Mai Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với cương vị vừa là bí thư chi bộ vừa là trưởng bản, đồng chí Lường Văn Thanh, bí thư chi bộ, trưởng bản Ngô Hén, xã Lót, huyện Mai Sơn, luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào thi đua do bản xã phát động. Đồng chí đã tiên phong áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, là tấm gương sáng cho đảng viên và người dân học tập noi theo. Năm 2014, đồng chí Lường Văn Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức trưởng bản Púng Ngồ. Đến năm 2021, khi sát nhập ba bản Co Phung, Nà Hén, Púng Ngồ thành bản Ngô Hén, đồng chí Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng bản Ngô Hén. Với vai trò đứng đầu, đồng chí Thanh dành nhiều thời gian nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác đảng, từ đó đưa ra các đường lối chính sách lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong bản. Trong các cuộc họp chi bộ, bản, đồng chí luôn tôn trọng và phát huy tinh thần dân chủ, gợi mở những vấn đề cốt lõi để đảng viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình. Mọi công việc quan trọng của chi bộ, bản đều được đồng chí Thanh đưa ra bản bạc thống nhất trong chi bộ và lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và người dân, từ đó tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Là một bí thư chi bộ thì tôi luôn luôn tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực, nhất là về phát triển kinh tế thì luôn luôn xây dựng cái mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Trong các cuộc họp thì tôi luôn luôn tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là chăn nuôi dê, nhốt chuồng, chăn nuôi lợn hữu cơ, một số chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, thì bà con nhân dân hiện nay cũng đã có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống. Không chỉ gương mẫu và có trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các phong trào thi đua ở địa phương, đồng chí Thanh còn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế. Hiện gia đình đồng chí có 2 hectare cây ăn quả, gồm nhãn, xoài, bưởi, trồng 1 hectare cây rong giềng. Đặc biệt là người tiên phong chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ. Có những lúc cao điểm, gia đình nuôi gần 80 con lợn. Nhờ sự học hỏi, chịu khó, kinh tế gia đình của đồng chí Thanh ngày càng phát triển và cho thu nhập cao. Qua được tham quan các mô hình của đồng chí bí thư trưởng bản Lường Văn Thanh thì tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào trong gia đình mình. Ví dụ điển hình như là chuyển đổi các cơ cấu cây trồng cũng như vật nuôi, làm chuyển ra đổi nuôi lợn hữu cơ. Trong năm vừa qua thì tôi cũng thu nhập ổn định trong gia đình, bên cạnh sống trong gia đình. Ngoài ra, đồng chí Thanh còn luôn tích cực tuyên truyền để người dân trong bản đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhờ đó, đời sống của người dân trong bản ngày càng ổn định và phát triển. Hiện nay, bản có 157 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng một người một năm. Trên 50% số hộ có mức sống khá và giàu, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 6%. Đồng chí Lường Văn Thanh là bí thư chi bộ kiêm trưởng bản bản Mỏ Hén, là một bí thư rất là năng động trong công tác, đặc biệt là trong chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Trong việc lãnh đạo chỉ đạo, đồng chí rất là bám sát thực tiễn và đưa ra cái nghị quyết chỉ đạo rất là sát sao. Và đồng chí là người gương mẫu thực hiện đầu tiên trong việc là chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Bản thân gia đình đồng chí đã chăn nuôi lợn hữu cơ và lấy mô hình để bà con nhân dân học tập. Chính vì thế mà được nhân dân tin tưởng. Hàng năm đã được đảng ủy xã là đánh giá, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh thần trách nhiệm,
hết lòng với công việc. Nhiều năm liền, chi bộ bản Ngô Hén được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh. Bản thân đồng chí Lường Văn Thanh được Đảng ủy xã công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Mai Sơn. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, đã làm xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, làm theo lời Bác, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề phát huy truyền thống quê hương cách mạng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng huyện Mai Sơn phát triển xanh, nhanh, bền vững. Bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, hình thức sinh động, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác đã được các chi đảng bộ trong toàn huyện gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực để huyện Mai Sơn hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Gắn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, nhiều địa phương đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực. Nằm ở trung tâm thị trấn Hát Lót, chi bộ tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót có 77 đảng viên sinh hoạt ở 5 tổ đảng. Xác định việc học tập và làm theo Bác là hoạt động trọng tâm trong việc phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên. Những năm qua, chi bộ tiểu khu 19 đã triển khai sâu rộng đến các đảng viên, tổ chức chính trị xã hội tại tiểu khu việc học và làm theo Bác gắn với các chuyên đề hàng năm. Từng đảng viên và nhân dân trong tiểu khu đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ được giao, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nề nếp trong sinh hoạt của chi bộ và các đoàn thể. Từ việc học tập và làm theo Bác đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thu nhập bình quân đầu người của tiểu khu đạt 60 triệu đồng một người một năm. Chi bộ tiểu khu 19 luôn là chi bộ đi đầu trong các phong trào thi đua và được Đảng bộ thị trấn Hát Lót đánh giá cao. Nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các cái công việc cụ thể hàng ngày, thì trong thời gian sắp tới, chi bộ tiểu khu 19 sẽ tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa những cái lệch lạc trong cán bộ đảng viên và phát triển mạnh các cái mô hình học tập và làm theo Bác ở các tổ chức đoàn thể chính trị của tiểu khu, ghi danh kịp thời những gương người tốt việc tốt, phát huy cái phong trào của Mặt trận Tổ quốc để thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Bí thư chi bộ, tiểu khu trưởng tiểu khu 9 thị trấn Hát Lót, luôn trăn trở tìm giải pháp lãnh đạo phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong tiểu khu phát triển kinh tế hộ gia đình, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Bài học mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại về gần dân, sát dân luôn được đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng vận dụng sáng tạo, hiệu quả. Cái vai trò của người cán bộ là những người mà phải trọng dân, gần dân, rồi hiểu dân, học dân, và dựa vào dân. Mình muốn làm tốt công việc thì mình phải dựa vào dân, mà mình phải là những người có trách nhiệm với dân. Đó. Thế và trên cơ sở những cái công việc mà chúng tôi mới bắt đầu làm việc thì khi mà làm việc thì nhưng mà chúng tôi
chịu khó tiếp cận, lắng nghe những cái bậc đàn anh, đàn chị, những người đã có những cái kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành của tiểu khu và những thế hệ trước. Các đồng chí, các anh đó cũng đã hướng dẫn rồi tham gia góp ý, rồi tạo điều kiện. Thế rồi trong cái buổi sinh hoạt của tiểu khu, chúng tôi đặc biệt là có những cái quy định để khuyến khích cộng đồng dân cư đến tập trung đông đủ. Trên cơ sở cái tập trung đông đủ đó để nhân dân đóng góp ý kiến. Và thông qua cái việc đóng góp ý kiến đó, chúng tôi sẽ xây dựng thành cái nghị quyết mà để thực sự cái việc lãnh đạo để đúng theo ý đảng mà hợp lòng dân. Với chủ đề học tập, xây dựng ý thức, luôn tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ Bản Mé Lách, xã Cò Nòi cũng đã phát động cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, sáng tạo, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thời gian qua, chi bộ, ban quản lý đã tổ chức thực hiện các nghị quyết là triển khai tới toàn thể bà con nhân dân, là toàn thể bà con nhân dân rất phấn khởi, đồng tình, ủng hộ. Cho nên là cái kinh tế của bà con nhân dân là thu hoạch, thu nhập là cao. Cho đến thời điểm này là tính bình quân đầu người là đạt 59,58 triệu đồng người trên năm. Với kết quả đạt được trên thì Bản Mé Lách đã được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận là Bản Mé Lách đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, huyện Mai Sơn đã xây dựng được hàng trăm mô hình tiêu biểu làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Những thành tích ấy là những bông hoa đẹp trong vườn hoa dâng Bác, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Sơn khóa 20 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong cái thời gian tới, thì Đảng bộ huyện triển khai tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Cái thứ nhất là tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là tổ chức nghiên cứu để học tập chuyên đề năm 2023, nâng cao cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện những nhiệm vụ và phát huy cái tính nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cái việc triển khai thực hiện tốt cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về tự soi, tự sửa, đổi mới trong cái nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là ba khâu đột phá và 12 chủ trương của Ban Thường vụ huyện ủy, tạo thành cái phong trào thi đua mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Mai Sơn ngày càng đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin, sức bật mới, động viên các tập thể cá nhân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo động lực quan trọng để huyện Mai Sơn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng huyện Mai Sơn phát triển xanh, nhanh và bền vững. Trang cơ sở của huyện Mai Sơn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở lần sau.